Xin chào các bạn. Hôm nay có một dự án mà mình muốn giới thiệu với tất cả các bạn. Dự án này có tên là Gia Tech. Đây là một dự án xây dựng thư viện các công cụ giúp đơn giản hóa quá trình tạo lập, quản trị và tương tác giữa công ty. Hệ thống cho phép các nhà phát triển, các cá nhân phối hợp xây dựng các ứng dụng đáp trên nguồn lực từ giao. Như các bạn đã biết thì ngày nay các công ty blockchain bắt đầu cuộc sống của họ với hàng triệu tài sản và hàng ngàn thành viên cộng đồng, nhưng không có khả năng triển khai hiệu quả các tài nguyên này thành hành động. Chính vì vậy mà Gia Tech sẽ giúp phát triển các ứng dụng phi tập trung dễ dàng hơn bao giờ hết, với các công cụ tùy chỉnh để quản lý tài nguyên tập thể, sẽ ra các quyết định, lập ngân sách và khuyến khích. Dự án Gia Tech sẽ cho phép quản trị hiệu quả các tập thể tổ chức như quản trị phân cấp dựa trên các hợp đồng thông minh Ethereum này. Hợp tác có lập trình là thiết kế khuyến khích kinh tế mật mã ở cấp độ cá nhân, trao quyền cho sự hợp tác ở tập thể có thể đưa ra các quyết định hiệu quả, với các quyết định cạnh được đảm bảo tuân thủ ý chí của đa số lớn và nền tảng của một hệ sinh thái DAO thì phát triển rất là mạnh mẽ. Bạn có thể nhìn thấy ở ngay đây. Và DAO Gia Tech sẽ có một số đặc điểm kỹ thuật chính, đó là ARC là thư viện gồm các mẫu sẵn và các module quản trị, cho phép bất kỳ ai có thể xây dựng tổ chức DAO trên dựa trên cái mẫu có sẵn này. ARC2 cho phép tương tác kết nối giữa các đáp JS hay là cổng Java Clip, cho phép các lập trình viên có kinh nghiệm với Java Clip có thể sử dụng nền tảng Gia Tech mà cả không cần phải biết thông tin về ngôn ngữ Solidity. Alchemy là ứng dụng trực tiếp trên nền tảng, cho phép người dùng có thể tương tác với Gia Tech một cách rất là dễ dàng và vô cùng thuận tiện. Về phân quyền chủ sở hữu thì trong các tổ chức quỹ đầu tư phi tập trung này, mạng lưới bảo hiểm và các tổ chức từ thiện, giá trị sẽ được chia sẻ giữa các bên liên quan. Gia Tech cũng cung cấp các cơ chế hiệu quả cho việc ra quyết định tập thể, tạo điều kiện cho đám đông sở hữu và đồng quản lý các tài sản sở hữu. Và trên đây là một số những thông tin về dự án này mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Ở video tiếp theo thì mình sẽ nói rõ hơn về những thông tin ICO cùng nhóm phát triển và đối tác của dự án này để bạn có thể tìm hiểu thêm. Các bạn có thể cập nhật thêm các thông tin về dự án này ngay trên website giaotech.io hoặc là giấy trắng của dự án này ngay dưới đây. Mình sẽ để bên dưới video để bạn có thể tham khảo. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này của mình và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo giới thiệu về những đánh giá ICO của dự án này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.